Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 124 của bộ truyện Tu Chân Kiếp, tác giả Vô Tội, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này thì đại tu sĩ uy thế kinh nhân này liếc nhìn Ngụy Tắc và Âm Lệ Hoa, sau đó nhạt giọng bảo hỏi: "Ngươi là đệ tử của Âm Mị Ly sao?" "Y không tu luyện thuật pháp của Âm Thi Tông, thân phận như thế nào?" Đại tu sĩ uy thế kinh nhân nói bằng ngữ khí như là vương hầu thẩm vấn hạ quan vậy. Ngữ khí này lộ rõ sự uy nghiêm. "Này Âm Lệ Hoa, U Minh Cung và Âm Mị Ly giao dịch lại do đại tu sĩ cỡ này đứng ra. Thuật pháp trao đổi đối với cả U Minh Cung cũng là một bí thuật, nên y cũng là Âm Mị Ly." "Này Âm Đệ Hoa, có vẻ như là U Minh Cung và Âm Mị Ly giao dịch lại do đại tu sĩ cỡ này đứng ra. Thuật pháp trao đổi đối với cả U Minh Cung cũng là một bí thuật, nên y cũng như là Âm Mị Ly tự dùng công pháp để mà giao dịch đó." Ngụy Tắc truyền âm cho Âm Lệ Hoa. Lúc này thì Âm Lệ Hoa đã bị khí tức ép đến sững cả người, ánh mắt ánh lên nhưng mà thần sắc không có sự biến hóa. "Vạn bối chính thị là đệ tử của Âm Mị Ly, còn đây là đạo lữ của vạn bối. Hành lễ với cả U Minh Cung đại tu sĩ." Sau đó thì Âm Lệ Hoa bình tĩnh mà nói: "Nàng ta mặc bạch sắc pháp bào, có công hiệu như là thanh minh pháp y của Ngụy Tắc, nên hiện tại trông chỉ có tu vi phân niệm cảnh mà thôi." Âm Lệ Hoa nói là đạo lữ của hắn thì thần sắc Ngụy Tắc không có đổi, bình tĩnh như thường quan sát U Minh Cung đại tu sĩ này. Tu sĩ này hơn 40 tuổi, ngũ quan rất là có đặc điểm, góc cạnh phi thường phân minh, hai quyền như là dùng cao dựng gọt vậy, lộ rõ sát phạt khí tức giàn giạt. Hai con mắt y thì cơ hồ toàn là một màu đen, không thể đoán được ý nghĩ trong lòng qua ánh mắt của y. Pháp y của y thì màu đen viền vàng, như là dùng một loại lông thú cực kỳ mềm luyện chế thành vậy. Kim sắc hoa văn như là dùng linh thạch tan chảy rút thành tơ ra để mà chế thành. Pháp y thì rất là cổ kính, hoa quý, rõ ràng chính là thượng cổ cổ bảo. Khí tức của y thì không hiền hòa như là kim đan tu sĩ khác mà lạnh lùng, ngay cả linh khí hóa hình sơn mạch màu đen cũng rất là lạnh băng. Rõ ràng người này cũng như là Âm Thi Tông đều tu luyện âm nguyên công pháp. "Được rồi, vậy ngươi hãy lấy thứ mà Âm Mị Ly bảo đưa đến ra đi." Tu sĩ này liếc qua không thèm để đến Ngụy Tắc, mặt mũi lạnh tanh gật đầu với Âm Lệ Hoa như là sai khiến. "Đây chính là thứ mà tiền bối cần." Âm Lệ Hoa không do dự vung tay, một ngọc phù màu đen điểm cho tu sĩ đó. U Minh Cung đại tu sĩ đó ánh mắt chỉ hơi lóe lên. Ngọc phù màu tím đen thì khuất vào trong tay áo màu đen nhánh. "Được rồi, đến lúc đưa các ngươi đi được rồi." Đoạn tu sĩ uy thế kinh nhân này mặt mũi lạnh tanh liếc Âm Lệ Hoa và Ngụy Tắc. "Xin hỏi đưa vạn bối đi là như thế nào?" Âm Lệ Hoa hơi ngẩn người. "Tiền bối không định đưa thuật pháp để mà trao đổi hay sao?" "Hả? Trao đổi thuật pháp ư?" U Minh Cung đại tu sĩ lắc đầu. "Người tâm..." "Trao đổi thuật pháp?" U Minh Cung đại tu sĩ lắc đầu. "Ngươi chắc là tên là Âm Lệ Hoa chứ gì? Đồ thì ta đã giao cho Âm Bị Ly rồi, chỉ là ngươi không biết mà thôi."
Cái gì? Âm Lệ Hoa chợt nhợt mặt nhợt mày. Ngụy Tác thì cũng sầm mặt lại, ánh mắt ánh lên nhìn U Minh Cung đại tu sĩ, không hiểu đang nghĩ điều gì. Âm Mị Ly ta đã gặp cách đây mấy năm rồi, lần này là ta chủ động liên lạc. U Minh Cung đại tu sĩ thong thả tiếp lời. Tu vi của y tuy kém nhưng mà không có ngốc, không thì giao dịch của bọn ta ngươi sao lại biết được chứ? Âm mưu sao? Nghe đến đây thì Âm Lệ Hoa lạnh buốt chân tay. Y trao đổi gì với các hạ? Y có thể giao dịch với các hạ cái gì? Ta cũng có thể sẽ đưa ra điều kiện tốt hơn y. Nàng ta nói luôn với cả U Minh Cung đại tu sĩ đó. Vậy trước tiên giết y rồi tính. Ánh mắt của y thì khiến ta không có thích. U Minh Cung đại tu sĩ mặt mũi lạnh tanh nhìn sang Ngụy Tác. Vậy sao? Để ta xem các hạ có bản lĩnh đó không đã. Ngụy Tác cũng mặt mũi lạnh tanh liếc U Minh Cung đại tu sĩ, khí diễm bàng bạc toát lên. Rõ ràng không thể hiền hòa được nữa rồi, phải hiển lộ thực lực sẽ có tác dụng chấn nhiếp khiến đại tu sĩ này phải e dè. Là kim đan kỳ đại tu sĩ ư? Không chỉ kim đan tầng thứ nhất, ta nhầm rồi sao? U Minh Cung đại tu sĩ tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng rồi cười lạnh chế nhạo. Thế nào chứ? Ngươi tưởng rằng hai người các ngươi có thể đấu với ta được ư? Đừng tin tưởng, cộng thêm vật này thì sao? Ngụy Tác mặt mũi lạnh tanh lấy ra một vật. Ôi, Ngụy Tác, to thế ư? Thấy cái vật hắn vừa lấy ra, Âm Lệ Hoa cũng phải run lên nuốt nước bọt. Vật đó là đại tuyệt diệt kim đan Ngụy Tác tạo từ kim đan của Càn La chân nhân. Tuyệt diệt kim đan này nhìn cũng đủ để dọa chết người rồi. Ngụy Tác lấy ra đại tuyệt diệt kim đan để trấn nhiếp U Minh Cung đại tu sĩ. Lúc trước đấu với cả bọn Bản Long chân nhân, Ngụy Tác hiểu rõ kim đan kỳ tầng thứ 3 đại tu sĩ cơ hồ đều có con bài tẩy. U Minh Cung đại tu sĩ này ít nhất cũng là tu sĩ kim đan tầng thứ 2, lại tự tin như vậy thì hắn có một cảm giác thần thông của đối phương còn hơn cả Bản Long chân nhân nữa. Đối thủ này có thể liều một phen, nhưng thắng bại khó đoán. Nếu thu hút được Huyền Phong môn hoặc là tu sĩ chân võ tới rồi lộ hành tung thì mới là phiền phức. Ai chà chà, tuyệt diệt kim đan ư? Ngươi lại có một viên tuyệt diệt kim đan to như thế này. U Minh Cung đại tu sĩ ánh mắt ánh lên vô số lần. Đại tuyệt diệt kim đan rừng rực quang văn, trong mắt của y ánh lên vô số đạo lưu quang quỹ tích. Không xong rồi, Âm Lệ Hoa, cẩn thận! Ngụy Tác liền biến sắc mặt, bởi vì trong một sát na đó thì chợt có một cảm giác hung hiểm khôn cùng. Bởi vì khí tức hủy diệt và quang văn của tuyệt diệt kim đan lại không khiến cho U Minh Cung tu sĩ đó e dè, mà ánh mắt của y lại còn rực lên cực kỳ tham lam, giống như là hoang cổ cự thú thấy được linh dược hữu dụng dị thường, định nuốt chừng, cùng tiếng gầm là hắc quang lóe lên, tinh kim cự ngạc chói lòa đã che chắn trước mặt của hắn và Âm Lệ Hoa. Huyền giai pháp bảo, ngươi lại có huyền giai pháp bảo ư? Được lắm. Cùng lúc đó thì Ngụy Tác không kịp kích phát cả ám hoàng kiếm khí, thì U Minh Cung đại tu sĩ đã khẽ giơ tay phải, oanh! Hắc ảnh còn lớn hơn cả tinh kim cự ngạc xuất hiện. So với cả bóng đen này thì tinh kim cự ngạc mà Ngụy Tác lấy từ cổ ngạc động chủ, triệt để thành tiểu đệ đệ rồi. Đây là... Âm Lệ Hoa cũng lấy ra một món kim sắc pháp bảo, vốn định kích phát nhưng mà thấy thế thì hiện rõ vẻ hãi hùng. U Minh Cung tu sĩ thả U Minh Thiên Long dài mấy chục trượng do viễn cổ Thiên Long hài cốt luyện chế thành ra. Hài cốt khổng lồ này vừa mới hiển hiện, cả uy thế và uy năng đều hơn hẳn tinh kim cự ngạc của Ngụy Tác. Âm Lệ Hoa cảm giác được ngay khí tức chí mệnh toan ép nàng ta thành từng mảnh. Ngụy Tác, sao rồi? Nàng ta cơ hồ kêu lên, bởi vì U Minh Thiên Long hiển hiện ra là Ngụy Tác học lên trên người rực tử khí. U Minh Cung đại tu sĩ thì vẫn thong thả, thậm chí hoàn toàn không e dè đại tuyệt diệt kim đan quán, nhưng mà lúc này cũng phải giật giật chân mày. Bởi vì đồng thời khi mà y thả ra U Minh Thiên Long thì nó lại run lên không chịu khống chế được nữa. Hả? Đây là Thiên Long hài cốt chân chính sao? Long hồn của ta và Thiên Long hải cốt này có cảm ứng với nhau,
Khi mà U Minh Cung đại tu sĩ hơi ngẩn ra thì Ngụy Tác đã hiểu ra vấn đề. Vù! Ngay lập tức một đạo ám kim sắc kiếm khí lao qua Thiên Long Hải Cốt chém vào U Minh Cung đại tu sĩ. Thứ chấn động ở trên người Ngụy Tác là Thiên Long thần hồn phong ấn tại khiếu vị, tràn ra là long khí, không ảnh hưởng đến chân nguyên của hắn. Đi thôi. Sau khi chém một đạo ám kim sắc kiếm khí về phía của U Minh Cung đại tu sĩ, Ngụy Tác đã trực tiếp kích phát ra Như Ý Linh Lung Tháp. Bạch quang lóe lên, hắn và Âm Lệ Hoa đã xuất hiện cách 5-60 trượng. Ánh kim sắc kiếm khí xẹt tới U Minh Cung đại tu sĩ. À, hóa ra Thiên Long Hải Cốt chấn động là bởi vì ngươi. Ngươi lại có bảo vật gì sao? U Minh Cung đại tu sĩ không buồn nháy mắt, chỉ thò tay điểm ra. Chát. Quang hoa màu xám đen như là móng tay nghênh đón ám kim sắc kiếm khí, chấn tan kiếm khí. Mẹ kiếp, tu vi và thần thông của y đáng sợ quá. Ngụy Tác, mặc kệ ta, cứ chạy trước đi. Âm Lệ Hoa thì quá kinh hãi. Ám kim sắc kiếm khí của Ngụy Tác khiến nàng ta có cảm giác không thể đỡ nổi. Nhưng đối phương chỉ phất tay nhẹ nhàng một cái, đã dùng vài phần thực lực là chấn tan được ngay. Đây là thần thông gì vậy? Tuy nhiên vẫn còn chưa hết kinh nhân đâu. Ở lại! Xuất chỉ đánh tan ám hoàng kiếm khí xong, thì ở trên đầu của U Minh Cung đại tu sĩ này rít vang, đột nhiên phát ra tiếng âm phong gào rú, quỷ khóc sói chu. Bạch Ảnh là một quỷ vương hư ảnh ngồi trên bạch cốt vương tọa, móng tay dài cả thước va vào Ngụy Tác. Cùng lúc đó, khí diễm ở quanh người của U Minh Cung đại tu sĩ thì giảm đi dần, tinh thần ý chí cũng kém theo. Hả? Là thần thức ngưng hình đó, cẩn thận! Âm Lệ Hoa nhợt mặt nhợt mày. Bạch Ảnh quỷ vương bảo tọa thì không do thuật pháp nguyên khí mà chính là tinh thần lực ngưng thành hình dạng. Chính thị là do U Minh Cung đại tu sĩ đã chi triển thuật pháp thần thức xung kích mà Ngụy Tác vẫn hay mơ mộng. Qua tình trạng của U Minh Cung đại tu sĩ thì cái môn thuật pháp này là chấp nhận giảm hẳn thần thức, hạ địch 1000 thì mình cũng tổn thương 800. Ngụy Tác tuy thần thức mạnh mẽ nhưng mà chưa đến mức ngưng thành hình dạng được. U Minh Cung đại tu sĩ có thần thức hơn hẳn tu sĩ kim đan tầng thứ 3, lại còn lợi dụng thuật pháp ngưng tụ thần thức đến mức này mà xung kích, thì ngay cả đến kim đan tầng thứ 4 hậu kỳ, mà kể cả là kim đan tầng thứ 5 đại tu sĩ cũng làm sao mà chống nổi. Nề tình ngươi có tuyệt diệt kim đan, chốc nữa ta sẽ xem ngươi có bảo vật gì khiến Thiên Long hài cốt của ta chấn động, sẽ để cho ngươi chết thống khoái. Âm 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 âm. U Minh Cung đại tu sĩ thanh thế cực kỳ rình rang, bước một bước là ngọn núi quanh người lướt đi mấy chục trượng, đồng thời vung tay chụp định bắt Ngụy Tác. Hả? Sao lại như vậy? Cùng lúc thì ngực của Ngụy Tác tựa hồ là có nhũ bạch sắc quang hoa lóe lên. Quỷ vương bảo tọa tan biến vô ảnh vô tung. Đồng thời, đầu của U Minh Cung đại tu sĩ như là bị vô số gương đinh đâm xuyên, co người ôm đầu kêu lên thảm thiết ở phía trên không. Chuyện gì thế này? Thần thức phản ngược ư? Y là bị thần thức phản ngược sao? Vốn đang nhợt mặt nhợt mày, không dấy lên nổi ý niệm kháng cự trước uy thế của đối phương, Âm Lệ Hoa chợt như là điều kiện có phản xạ vậy, vung tay phát lục quang giáng vào U Minh Cung đại tu sĩ đang ôm đầu. Là chuyện gì thế nhỉ? Là do vật cổ quái này làm sao? Ngụy Tác liền nghĩ ngay đến viên tinh hạch ở trong thanh sắc thạch cầu. Theo lý thì với thần thức của hắn thì không thể chống nổi thần thức công kích của U Minh Cung tu sĩ. Chỉ có nhũ bạch sắc tinh hạch khiến thần thức hắn tổn thương mới khiến y phản ngược như vậy. Sức mạnh của thần thức cổ quái đó sánh được với cả thần thức của kim đan kỳ tầng thứ 5 hậu kỳ. Giết! Ngụy Tác không hề chần chừ, ám kim sắc kiếm khí khổng lồ chém ra. Tinh kim cự ngạc có uy năng huyền giai cũng ép xuống U Minh Cung đại tu sĩ đó. Cùng lúc đó thì một đạo hắc quang liền lóe lên. Hắc Minh Cốt Quân do Ngụy Tác mới dùng không động cầu luyện chế hoàn thành được thả ra. U Minh Cung đại tu sĩ thì tiếp tục kêu gào, đầu óc như là gió rít vậy, âm phong gào rít ô ô ô ô. Linh khí hóa hình thành cự sơn liên miên màu đen của y thì trao chát. Chát. Nhưng mà mấy đạo quang hoa uy năng kinh nhân sắp xung kích vào
thì U Minh Cung đại tu sĩ này một tay ôm đầu, còn một tay kia thì vạch lên. Vô số quang hoa màu xám đen như là nước thủy triều tràn ra, hình thành một vầng loan nguyệt màu đen. Và ngay khi va vào cái loan nguyệt màu đen đó, thì ngoại trừ tinh kim cự ngạc màu đen tổn rộn rang văng đi, thì tất cả đều tan tành. Mại kiếp, đây là thuật pháp gì thế nhỉ? Ngụy Tác cạn đà tiến, lòng đầy kinh hãi. U Minh Cung đại tu sĩ kia hóa ra một loan nguyệt màu đen, sát phạt khí tức vô cùng vô tận, uy năng thì vô cùng vô tận luôn. Thuật pháp này thậm chí có thể so đấu với cả Bắc Minh đấu truyền nhân nguyên chân pháp của Phong Ngô Thương cũng nên. Sát phạt khí tức này thì cuồng bạo cực độ, đứng đầu ở trong số thuật pháp mà Ngụy Tác từng thấy. Thuật pháp hóa thành một loan nguyệt màu đen, tạo cho Ngụy Tác một cảm giác là một thiên cấp đỉnh giai thuật pháp chuyên về sát lục, hoàn toàn thiên về công kích vậy. Chỉ có thiên cấp đỉnh giai công kích thuật pháp thì mới có được uy năng bậc đó. Cả thiên cấp trung đẳng thái cổ hung hòa của hắn thì cũng không thể so sánh được. Uy năng này cũng giống như là phá diệt thần thương của Lâm Thái Hư, khiến Ngụy Tác có cảm giác được khí tức nguy hiểm. Tuy nhiên thì sau khi vạch ra một đạo loan nguyệt màu đen đó, thì U Minh Cung tu sĩ không khống chế nó, cứ mặc cho uy năng bừng lên khí lưu quẩn quẩn. Cơ hồ là đang cực kỳ sợ Ngụy Tác, y liền ôm đầu kêu gào mà bỏ chạy. Mỗi một bước là linh khí hóa thành sơn mạch màu đen liên miên lại tan vỡ. Đoạn thân ngoạn linh khí lại ngưng thành ngọn núi tương tự, thân thể lướt đi mấy chục trượng. Chỉ mấy chục tích tắc sau đó, thân ảnh của U Minh Cung đại tu sĩ lao đi mấy nghìn trượng, độ tốc và khí thế phi độn, tất thảy dùng mình. Nhưng mà vừa bật lùi lại thì U Minh Cung đại tu sĩ đó liên tục kêu gào thảm thiết, có lúc thì lại cười vang, có lúc thì lại thống khổ, trạng thái như là cuồng điên vậy. Trong óc của y thì liên tục vang lên tiếng gió rít gào. Oanh 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 oanh. U Minh Cung đại tu sĩ đó đang bật lùi, đột nhiên va vào một ngọn núi, đá văng tứ tán. Nhưng mà y không tránh mà va tiếp. Ngọn núi như là bị búa chẻ vậy nứt toác ở giữa. Người là ai? Chặn ta thì ta đánh chết. Đánh chết cả người. Giống như là một kẻ phát điên không biết đổi hướng vậy. U Minh Cung đại tu sĩ thì va vào xong thì lại khóc rồi cười. Cái loan nguyệt màu đen giáng lên ngọn núi, đỉnh núi trăm ma thước thì trong tích tắc hóa thành bột phấn. Ngụy Tác, cái môn thuật pháp thần thức xung kích này đã phản ngược thập phần lợi hại đó. Y đã bị thần thức của ngươi phản ngược, đã phát điên rồi. Âm Lệ Hoa kinh hô lên. Ngụy Tác thì càng nhìn càng tỏ ra kinh hãi. U Minh Cung đại tu sĩ này dù không phải là cung chủ, nhưng mà ít nhất cũng như là chân võ thiếu chủ Hứa Thiên Ảo, tại U Minh Cung thì cũng là một nhân vật cao tuyệt, dưới một người trên vạn người. Độn pháp này của y thì không chỉ tốc độ đáng sợ mà còn có tiết tấu đặc biệt. Mỗi một bước thì tạo cho đối phương uy áp hùng hồn, dù lùi lại thì cũng khiến cho người ta cảm thấy khí tức đại đạo vô biên. Thuật pháp công kích kiểu này uy năng càng thêm kinh nhân, một đòn là đánh tan cả ngọn núi trăm trượng. Uy năng này không kém gì huyền giai thượng phẩm phá diệt thần thương cả. Ngụy Tác thì không hề dừng lại, thu lại viễn cổ thiên long hài cốt khổng lồ đã bị U Minh Cung đại tu sĩ phát điên bỏ lại, cho vào nạp cổ giới. Đi thôi, bám theo y rồi tính. Ngụy Tác liền kích phát ra Tịnh Hoa Phi Liên, lướt về phía của U Minh Cung đại tu sĩ đang lướt đi. Thực lực của U Minh Cung đại tu sĩ này tuy cực kỳ đáng sợ, nhưng mà dù không điên thì thần thức cũng đã bị trọng thương rồi. Sát phạt thuần túy kiểu này, uy năng của thiên cấp đỉnh giai thuật pháp đó có sức dụ hoặc vô cùng to lớn đối với hắn. Lại nói thì U Minh Cung đại tu sĩ liên tục lùi lại mấy trượng, quay phát lại lao tới. Bao nhiêu cây cối đá núi ở trước mặt đều hóa thành bột theo cái phất tay của y. Vốn rằng là Ngụy Tác không dám đến quá gần, nhưng mà U Minh Cung đại tu sĩ mà đến giờ bọn hắn vẫn còn chưa biết thân phận cụ thể, lại dấy lên chân nguyên như sơn như ngục, khiến hắn kích phát ra Tịnh Hoa Phi Liên đến cực tốc thì mới không bị cắt đuôi. Là ai? Hả?
Khi mà đi thêm khoảng mười mấy dặm nữa, phía trước của U Minh Cung đại tu sĩ có mấy đạo độn quang bắn tới. Nhưng trong đầu óc của y vốn chỉ có tiếng âm phong gào rít nên không tránh mà cứ lao thẳng tới. Cùng lúc thì mấy tiếng nổ vang rền, đạo đạo quang hoa bừng lên, linh quang tứ tán, uy năng kinh nhân. Nhưng mà U Minh Cung đại tu sĩ chỉ vung tay, loan nguyệt màu đen sáng lên, quang hoa và tu sĩ ở trước mặt đều hóa thành tro tàn. Tình cảnh này khiến cho Ngụy Tác và Âm Lệ Hoa nhìn nhau không nói lên lời. Cái gì? Cuồng Sơn chân nhân tiền bối? Tiền bối làm sao vậy? Thêm mấy dặm nữa thì có hai đạo độn quang từ xa nhìn rõ thân ảnh của U Minh Cung đại tu sĩ liền áp sát, rồi một đạo lên tiếng. Tu sĩ ở trong độn quang hiển nhiên là quen biết với cả U Minh Cung đại tu sĩ, có cả giao tình thì phải. Người là ai hả? Dám cản đường ta, đánh chết người này. Tuy nhiên thì không đợi độn quang bắn tới thì U Minh Cung đại tu sĩ lại vung tay. Ở loan nguyệt màu đen lại lóe lên, độn quang đó liền hóa thành tro bụi. Ôi chết mẹ, điên rồi, Cuồng Sơn chân nhân điên thật rồi. Tiếp đó thì độn quang còn lại có 3-4 tu sĩ thấy vậy đều sững sờ, sau đó kinh hô. Hả? Cuồng Sơn chân nhân? Chẳng lẽ y chính là Lý Tả Ý sao? Lúc đó thì Ngụy Tác mới biết danh hiệu của U Minh Cung đại tu sĩ này, trong mắt hiện rõ thần sắc chấn kinh. Hóa ra hôm đó y giết Kim Giao đạo nhân xong thì có nghe ngóng được dọc đường, biết là người có giao tình với y chính là Lý Tả Ý, và cũng chính là U Minh Cung thái thượng trưởng lão Cuồng Sơn chân nhân. Cuồng Sơn chân nhân Lý Tả Ý này thì có thể sánh ngang được với cả Quỷ Đế chân nhân. Thực lực và quyền thế tại U Minh Cung chỉ đứng sau tông chủ U Đế mà thôi. Lúc mà Ngụy Tác giết Kim Giao chân nhân bởi vì không quan tâm, không ngờ hiện tại thật sự là đối mặt với cả chỗ dựa của y. À hi hi hi, a ha ha ha, ô hô 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 hô. Ai dám cản ta? Ta đánh chết người đó. Đánh nát độn quang xong, Cuồng Sơn chân nhân Lý Tả Ý lại lướt đi tiếp. Oanh oanh oanh, đung đung đung, đoang đoang đoang. Ngọn núi chặn ở trước mặt của Lý Tả Ý hơn 2.000 trượng. Quang hoa màu xám đen theo tay của Lý Tả Ý bắn ra đánh tan cả ngọn núi. Lý Tả Ý đứng ở trên cao 1.000 trượng. Ngọn núi bị đánh gãy ngang lưng rồi đổ xuống, lại bị y đánh thành tro ở giữa tách ra. Ngụy Tác, chân nguyên của y như sơn như hải, uy năng như thế này quá đáng sợ. Huyết Linh lão tổ cũng chưa chắc đã thu thập được y đâu. Âm Lệ Hoa thì vẫn theo sát Ngụy Tác cùng Lý Tả Ý. Thấy núi đá liên tục đổ gục, bị đánh nát từ giữa thì nàng ta không nén được sự kinh hô. Trong mắt Ngụy Tác thì trừ kinh hãi ra còn lại là do dự. Lý Tả Ý điên rồi, điên thật rồi. Không biết vòng tránh, hủy diệt tất cả ở dọc đường. Cả ngọn núi 2.000 trượng cũng bị đánh gãy. Động tĩnh quá lớn đã khiến hắn do dự là có nên đi theo tiếp hay không. Là ai đấy nhỉ? Đáng sợ quá. Núi cũng đánh vỡ. Hao phí chân nguyên như thế này, đại tu sĩ đó điên thật rồi sao? Linh khí ngưng sơn, là U Minh Cung thái thượng trưởng lão Cuồng Sơn chân nhân Lý Tả Ý đó. Ý đánh vỡ cả ngọn núi để làm gì nhỉ? Sau ngọn núi là hoang nguyên sản vật thập phần phong phú, nhiều tu sĩ đang tìm kiếm ở trong vòng mấy trăm dặm này. Lý Tả Ý như là thượng cổ thần vương tái thế, khai thiên tích địa. Từ hai nửa ngọn núi đi ra, tất thảy đều phải chấn động. Thái thượng trưởng lão. Lúc này có một bạch y tu sĩ trẻ tuổi khí vũ bất phàm, điều khiển bính ngân sắc phi kiếm, tỏ vẻ chấn kinh lướt đến chỗ của Lý Tả Ý. Bạch y tu sĩ này chỉ khoảng hơn 20 tuổi, diện mục anh tuấn đẹp trai, tu vi phân niệm cảnh tầng thứ tư, khí tức thập phần âm lãnh, rõ ràng là đệ tử tinh anh của U Minh Cung. Bạch y tu sĩ trẻ tuổi khí vũ bất phàm này phát giác ra Lý Tả Ý khác thường, đến gần tương trợ. Ô, đáng sợ quá, đừng cản ta, ta đánh chết người đó. Nhưng mà Lý Tả Ý thì vẫn vung tay. Loan nguyệt màu đen đã trực tiếp giáng lên người của người đệ tử tinh anh của U Minh Cung đó.
Đệ tử tinh anh này chỉ mới kịp tỏ vẻ hoảng sợ xen lẫn không dám tin thì đã bị uy năng vô cùng vô tận biến cả người và kiếm hóa thành tro tàn. Y hóa điên rồi. Đến ngay cả đệ tử tinh anh của U Minh Cung cũng bị giết ở trong tay của y đó. Chết mẹ, thật ra có chuyện gì vậy? Ôi, chạy mau đi. Trong hoa nguyên vào lúc này thì mọi tu sĩ đều trợn tròng trắng mắt. Đoạn ba tu sĩ phát hiện Lý Tả Ý đang lao thẳng tới thì chỉ kịp kêu lên thảm thiết là đã bị loan nguyệt màu đen biến thành tro tàn. Này, Âm Lệ Hoa, ngươi mặc ẩn hình pháp y vào đi. Vào lúc này thì Ngụy Tác vẫn đi đằng sau, hít một hơi lạnh rồi lấy hai ẩn hình pháp y đưa cho Âm Lệ Hoa một tấm. Hắn đã quyết định rồi, đi theo 1000 dặm nữa, nếu như Lý Tả Ý vẫn chân nguyên sung mãn như bây giờ thì không truy kích nữa. Lý Tả Ý giống như viễn cổ hồng hoang cự thú vậy, dọc đường sẽ thu hút không ít cường giả. Cơ hồ ngay khi mà Ngụy Tác và Âm Lệ Hoa mặc ẩn hình pháp y xong thì một tiếng hú từ một góc khác của hoang nguyên vang đến. Độn quang như là vầng dáng bắn tới. Ôi, có kim đan đại tu sĩ đến rồi kìa. Là Thái Uyên Môn Lạc Nhật chân nhân đó. Kim đan kỳ đại tu sĩ ở gần đó phát hiện ra núi lở nên đã đến tra xét. Tu sĩ lao tới này mặc hồng sắc pháp y rừng rực thần uy. À, thế ngoại linh khí thì ngưng thành hình một nửa hồng sắc tịch dương. Hú vang vang, phi độn với khí thế là cực kỳ kinh nhân tới. So với những tu sĩ bỏ chạy dưới kia, thì kim đan tu sĩ cao cao tại thượng như là thần linh trên trời vậy. Hả? À, là Cuồng Sơn chân nhân. Có việc gì sao? Khi mà còn cách Cuồng Sơn chân nhân chừng khoảng 2000 trượng, cơ hồ vừa mới nhìn rõ linh khí ngưng thành hình của đối phương thì kim đan tu sĩ này đã kinh ngạc dừng lại. Lý Tả Ý lúc này bừng lên uy áp loạn xạ nhưng cực mạnh khiến y phải sợ hãi. Chát, chát, chát. Lý Tả Ý thì vẫn từng bước đi ngang. Kim đan tu sĩ vừa mới tới thì vừa kịp phản ứng, kêu to thì đã phát hiện thân thể đã bị bao trùm ở trong uy áp cực độ khiến y không thể động đậy được. Kim đan hào quang từ miệng của y phun ra. Lý Tả Ý liền phất tay một cái, loan nguyệt màu đen đã đổ tới. Nhục thân của y tan nát hóa thành tro tàn. Ôi, đáng sợ quá, ôi đầu ta đau quá, đừng cản ta, tránh ra hết đi. Lý Tả Ý chụp lấy viên kim đan như là vầng dáng trong tro tàn, tiếp tục mà lướt đi. Lạc Nhật chân nhân cũng bị giết rồi. Trong vòng mấy trăm dặm thì mọi tu sĩ đều kinh hãi, cơ hồ là không dám tin vào mắt mình. Một vị kim đan tu sĩ ở trong tích tắc đã bị giết hóa thành tro tàn như vậy. Phải nói rằng lúc này tình hình cực kỳ đáng sợ. Kim đan tu sĩ với hầu hết những tu sĩ cấp thấp là bậc cao cao tại thượng. Cả thiên huyền đại lục thì không có bao nhiêu cường giả dám tranh phong. Ôi chết mẹ rồi, Lý Tả Ý giết Lạc Nhật chân nhân. Lẽ nào U Minh Cung không sợ thù địch, không sợ Thái Uyên Môn báo thù sao? Điên rồi, y điên thật rồi. Cuồng Sơn chân nhân Lý Tả Ý điên rồi. Trong tiếng kinh hô đó thì Lý Tả Ý lướt ngang qua hoang nguyên, tiếp tục lướt về phía gò núi. Thần thức của y thì đang hỗn loạn, không tiếc tổn thương tự thân và kim đan, thọ nguyên hao tổn. Như vậy thực lực cao hơn bình thường nhiều. Và lúc này Ngụy Tác vẫn còn bám theo Lý Tả Ý. Lạc Nhật chân nhân tuy chỉ là tu vi kim đan tầng thứ nhất, nhưng Lý Tả Ý chỉ bằng uy áp cùng thuật pháp phát ra linh khí dao động đã chấn áp đối thủ không thể trả đòn. Thực lực đã hơn xa lúc đầu, dù kim đan tầng thứ tư đại tu sĩ xuất thủ thì cũng vị tất sánh được. Hả? Tinh phong pháp y sao? Là đệ tử Huyền Phong môn sao? Cơ hồ lúc mà Ngụy Tác vừa xuyên qua hoang nguyên đầy tiếng hô hoán thì chợt nhíu mày lại, Tịnh Hoa Phi Liên giảm tốc độ. Thanh ngân hay màu độn quang như là sao băng vẽ lên một vòng lao vào Lý Tả Ý. Ngụy Tác thì biết rằng tinh phong pháp y của Huyền Phong môn, mà mặc tinh phong pháp y này đều chính là những đệ tử tinh anh lập công lớn cho Huyền Phong môn. Lúc này đệ tử tinh anh Huyền Phong môn đã nhanh chóng áp sát Lý Tả Ý. Đây là... Ôi đừng cản ta, đừng cản ta, ta giết bây giờ.
Đệ tử tinh anh Huyền Phong môn thì chưa kịp nói gì, Lý Tả Ý đã vung tay. Uy năng chỉ có thiên cấp đỉnh giai công kích thuật pháp thì mới tạo thành được, ép tới. Chát. Ngụy Tác và Âm Lệ Hoa thì không nhìn rõ mặt người đệ tử tinh anh Huyền Phong môn đó. Thanh sắc quang hoa đã lóe lên trước mặt của y, nhưng bị loan nguyệt màu đen chấn tan, tinh phong pháp y đã bị xé thành vô số mảnh. Ngay khi mà nhục thân đệ tử tinh anh Huyền Phong môn thành tro, thì kim hoàng sắc quang diễm đã lóe lên. Ngoài xa có thanh sắc cột sáng chói lòa bốc lên cao. Ồ, tu sĩ Huyền Phong môn đều bị chấn động rồi. Tất cả những cao cấp tu sĩ trong vòng nghìn dặm, thậm chí vạn dặm sẽ đến ngay bây giờ. Mí mắt Ngụy Tác run lên dừng lại. Chỉ là một Lâm Thái Hư thì đã không thể đối phó. Tình hình hiện tại đã nằm ngoài dự đoán khống chế của hắn. Tốt nhất là tìm cách quay trở về thành. Ồ, nhiều vậy sao? Họ không sợ chết ư? Chỉ đến xem náo nhiệt thôi sao? Đồng thời thì Ngụy Tác tâm sinh cảm ứng, nhìn về phía của Thái Uyên Thành. Và lúc này tinh không của Thái Uyên Thành xuất hiện rất nhiều độn quang. Nơi này cách Thái Uyên Thành không xa. Thái Uyên Thành địa thế cực cao, hiển nhiên là động tĩnh kinh nhân ở đây đã được thành phát hiện. Hiện tại thì độn quang rất là loạn xạ, đang từ bốn phương tám hướng, khẳng định không chỉ là tu sĩ của Thái Uyên môn mà cả tu sĩ khác cũng đến xem náo nhiệt nữa. Hả? À, là kẻ nào mà dám giết tu sĩ của Huyền Phong môn? Khi mà Ngụy Tác đang ngoái nhìn độn quang hơi trầm ngâm, thì một tiếng động như là sấm rền ở chín tầng trời từ xa táp vẳng lại. Một con huyết hồng sắc ngô công khổng lồ lao tới đám mây có Lý Tả Ý. Xoẹt! Giống như có vô số ong vàng bay bên tai vậy. Tam túc thần lô liễu nhiễu kim sắc hỏa diễm. Có quấy mấy sợi xích vàng đầy phù văn từ trong đám mây trên đầu của Lý Tả Ý bắn xuống máy bên phải. Oanh 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 oanh! Bạch sắc tinh mang đó bắn lên thinh không. Khí tức kinh nhân từ tứ phía dồn lại như là núi lửa phun trào vậy, phong vân phải biến sắc. Hả? À, có tu sĩ Huyền Phong môn bị giết rồi ư? Lại còn có người dám giết cả tu sĩ Huyền Phong môn ư? Huyền Phong môn có ngần ấy đệ tử cao cấp tu sĩ tại Thiên Huyền Đại Lục Bắc Bộ đó. Trong đoạn quang từ Thái Uyên Thành lao tới thì nhiều tu sĩ kinh hô lên. Khí tức kinh thiên động địa từ trời xanh bốn phương tám hướng quét tới. Chú choa, gây phết nhỉ. Đó là thực lực của siêu cấp đại tông môn ư? Mới chỉ ngần ấy thời gian ngắn ngủi cũng có từng đó cường giả tới sao? Lúc này Ngụy Tác triệt để chấn kinh. Hắn thì hiểu rõ siêu cấp đại tông môn như Huyền Phong môn, số lượng kim đan tu sĩ thì thập phần kinh nhân, hoàn toàn không phải tông môn như Âm Thi Tông có thể so sánh. Nhưng Huyền Phong môn ở Thiên Huyền Đại Lục Trung Bộ, căn cơ nằm ở Huyền Phong Thành, chứ không phải là tông môn ở Bắc Bộ như là Bắc Minh Tông. Ngụy Tác cũng rất hiểu Huyền Phong môn phái đệ tử đến Thiên Huyền Đại Lục Bắc Bộ thì đại đa số là tụ tập gần thiên khung. Nhưng Lý Tả Ý vừa giết một đệ tử tinh anh thì có tới ngần ấy cường giả tới rồi. Ngụy Tác cả kinh. Với tốc độ phản ứng của Huyền Phong môn thì chả trách mà nữ tu vẫn bảo hắn giết một đệ tử tinh anh của họ thì chưa chắc đã thoát được là như vậy. Âm Lệ Hoa, chúng ta đi thôi. Không hề dừng lại, Ngụy Tác ra ám hiệu cho Âm Lệ Hoa, sau đó lướt đuổi lại Thái Uyên Thành. Tình hình bây giờ thì không cho phép Ngụy Tác lấy được thiên cấp đỉnh giai công pháp thuật pháp của Lý Tả Ý nữa, mà phải tìm cách đừng để bại lộ thân phận, an nhiên thoát thân trước đã. Không ai dám chắc những cường giả của Huyền Phong môn có pháp khí gì khi mà cảm giác ra hắn không, thậm chí là phát hiện được khí tức bảo vật quán cũng nên. Trong lúc mà Ngụy Tác thì lén áp sát mặt đất lướt lùi lại không đầy 50 trượng, thì huyết hồng sắc ngô công xuất hiện đầu tiên đã áp sát Lý Tả Ý. Ồ, là kim đan đại tu sĩ. Không chỉ là kim đan tầng thứ nhất đại tu sĩ. Huyết hồng sắc ngô công này hơn 10 trượng, không phải vật sống, mà là do ngọc thạch cùng màu luyện chế mà thành. Trán và nhiều bộ vị hỏa diễm kim sắc phù văn. Phía trên là một đệ tử Huyền Phong môn trẻ tuổi mặc kim sam đang ngồi. Người đệ tử Huyền Phong môn này chỉ khoảng 28-29 tuổi đầu. Mày kiếm mắt sao, toàn thân sáng rực. Ngay cả mái tóc cũng tỏa ra kim quang. Thân ngoại linh khí ngưng thành hình một kim sắc lô đỉnh. Y thì ngự không, toát lên một khí chất bất khả nhất thế như là tiên nhân giáng lâm vậy.
Kim Sam thiếu niên tư thái và khí thế cực kỳ bất phàm này, rõ ràng cũng như là Hàn Nguyệt Nhi, là tinh anh trong đệ tử tinh anh, là cao thủ hàng đầu lớp trẻ tuổi của Huyền Phong Môn đã thành tựu Kim Đan. Nhân vật như thế này, tại tu đạo giới đều cao cao tại thượng, nhất phương vương hầu. Cùng lúc đó thì ở ngoài xa tiết tắp ở phía tây rực lên bạch sắc tinh mang, lóe sau nhưng đến trước như là sao băng lao đến chỗ của Lý Tả Ý. Bạch sắc tinh mang này là từ một bạch bào lão giả bắn tới. Bạch bào lão giả này râu tóc bạc phơ, mặt mũi nhăn nhúm, hoàn toàn không dùng phi độn pháp bảo, lướt đi ở phía trên không. Tấm bạch bào lấp lánh tinh quang, uy nghiêm rạng rỡ, khẳng định là cường giả Huyền Phong Môn, là trưởng lão có thực quyền. Ngươi là ai? Nhìn rõ khí thế trên người Lý Tả Ý, Kim Sam thiếu niên điều khiển huyết học Ngô Công không dám động thủ, lên tiếng hỏi. Ngươi dám cản ta, đánh chết ngươi. Lý Tả Ý thì vẫn ngẩn ngẩn ngơ ngơ như là một thằng hâm vậy, gầm lên với Kim Sam thiếu niên. Cuồng vọng, để ta xem ngươi có thủ đoạn gì. Kim Sam thiếu niên bị triệt để kích nộ, vung tay ấn xuống, huyết ngọc Ngô Công rừng rực hồng quang ép vào Lý Tả Ý, không khí phía trước thì nổ tanh tách. Cùng lúc đó thì thinh không ở phía trước mặt của Kim Sam thiếu niên dấy lên khí tức kinh nhân. Vù vù. Thanh sắc cương phong dài chừng khoảng 5-60 trượng, như là một cái liêm đao xuất hiện quanh huyết hồng sắc cự ngô bổ vào Lý Tả Ý. Đây chính là thuật pháp và pháp bảo liên hợp công kích, cuồng bạo lại như là chớp giật. Ôi, ghê quá nhỉ. Uy năng con rết này ít nhất cũng phải là đạt tới bán huyền giai. Công nhận thực lực đệ tử tinh anh trong Huyền Phong Môn quá đáng sợ. Uy thế ngút trời huyết hồng sắc cự ngô công phát tán ra, ở quanh kim sắc thiếu niên kim quang liễu nhiễu như là thái dương hạ xuống. Nhiều tu sĩ đến xem náo nhiệt cùng biến sắc, cho rằng tu sĩ bị điên kia thì sẽ bị thành tro thôi. Nhưng mà kết quả nằm ngoài dự liệu. Dám cản ta, đánh chết người. Dù bị tấn công nhưng Lý Tả Ý thì vẫn ôm đầu, vung tay phát ra loan nguyệt màu đen, như đại sơn ép tới chấn tan huyết hồng sắc cự ngô và mấy chục cương phong. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Kim Sam thiếu niên rừng rực thần uy như là thái dương đã bị hôi loan nguyệt màu đen đó biến thành tro tàn. Ôi mẹ ơi, sao có thể được? Đây là thuật pháp gì vậy? Có thể trong tích tắc đánh đệ tử tinh anh Huyền Phong Môn thành tro bụi ư? Ôi, thật là không dám tin vào mắt mình nữa. Lẽ nào là thiên cấp đỉnh giai công kích thuật pháp sao? Cơ hồ mọi tu sĩ đều hít vào hơi lạnh. Cái gì? Liệt khuyết huyền nguyệt sao? Đây là trấn tông chi bí của U Minh Cung, chỉ tông chủ mới được truyền thừa. Lão giả Huyền Phong Môn râu tóc bạc phơ đã nhận ra lai lịch của môn thuật pháp, tỏ vẻ thập phần chấn động và sát khí. Linh khí ngưng sơn, ngươi không phải U Đế, là cuồng sơn chân nhân Lý Tả Ý. Sao ngươi lại biết môn thuật pháp này? Lý Tả Ý, ngươi dám quang minh chính đại giết đệ tử Huyền Phong Môn, U Minh Cung muốn bị diệt môn sao? Mặc kệ lão già Huyền Phong Môn nói, Lý Tả Ý thì vẫn hai tay ôm đầu tiếp tục lướt ngang. Lẽ nào ngươi điên rồi? Đứng lại! Lão già Huyền Phong Môn tóc không giá mà dựng lên quát to, mười đầu ngón tay vạch lên quỹ tích huyền ảo. Trên đỉnh đầu của lão xuất hiện quang văn, áp lực đáng sợ tràn ra. Ngay lập tức thì thanh bạch sắc cung điện tỏa ánh như là vầng mặt trời, đột nhiên ngưng tụ mà thành. Oanh 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 oanh. Thanh bạch sắc cự điện đó hơn 100 trượng đã trực tiếp trấn áp Lý Tả Ý. Ồ, đây là thuật pháp gì? Mạnh quá. Uy lực của thanh bạch sắc cự điện trấn áp xuống, Ngụy Tăng cách cả 200-300 dặm thì cũng phải dùng mình. Là Huyền Phong Nguyệt Điện đó. Đây chính là thiên cấp trung đẳng thuật pháp của Huyền Phong Môn. Có tu sĩ đã lướt qua vị trí của Ngụy Tác để xem náo nhiệt, nhận ra. Ôi ôi ôi! Lý Tả Ý kêu lên. Ngọn núi linh khí đen ngòm đã bị chấn áp tan vỡ, như là cảm giác được sự nguy hiểm, y liền ngẩng đầu lên nhìn thanh bạch sắc cự điện rồi vung tay.
quang hoa màu xám đen chấn tan tỏa điện. Chát! Quang hoa màu xám đen đó vẫn bổ vào lão giả Huyền Phong Môn. Lão giả đó liền phun ra bạch sắc tinh mang chặn lại, nhưng mà văng ngược lại hộc máu. Cái gì? Lý Tả Ý không chế được thuật pháp phản kích sao? Ngụy Tác ở ngoài xa thấy vậy lại nhìn Âm Lệ Hoa. Cái môn thần thức xung kích chi pháp của Lý Tả Ý vốn tổn thương tự thân thần thức, bị thần thức phản ngược kinh nhân thì như là óc bị kim châm thủng, thần trí và ý thức đã bị tổn thương khó lành được. Lý Tả Ý lại không nhận ra trước sau, chỉ lo chạy trốn, phá hủy tất cả những gì cản trước mặt. Kích phát ra uy năng thuật pháp xong thì cũng không khống chế, coi như là dựa vào bản năng để chiến đấu, công kích mọi tu sĩ tấn công y. Khuất trưởng lão, hỗ trợ ta! Bạch bào lão già của Huyền Phong Môn phun máu văng đi. Tam thúc thần hồ lô bốc lên kim sắc hỏa diễm cũng áp sát mé trái của Lý Tả Ý. Oanh 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 oanh! Tam túc thần lô chu thì hơn 10 trượng bừng lên kim sắc khí diễm, to lên như là một ngọn núi. Tu sĩ điều khiển tam túc thần lô được che kín, chỉ thấy thần lô có đủ núi sông, điều khiển ngự thú trùng trùng, uy thế đỉnh thiên lập địa. Từng làn nhiệt khí kinh nhân toát ra, toàn bộ nghìn trượng xung quanh phía dưới hóa thành than. Tam túc thần lô đó còn quấn mấy vòng dây xích đầy phù văn lớn như là cây trụ vậy. Giết! Bạch bào lão giả của Huyền Phong Môn buột ra một chữ băng lãnh. Oanh 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 oanh. Cùng lúc đó thì thanh bạch sắc cự điện cùng với cả quang hoa màu cam lại được kích phát, va chạm với Lý Tả Ý. Thanh bạch sắc cự điện và quang hoa nổ vang. Lão giả của Huyền Phong Môn lại phun máu. Đồng thời thì trên tam túc thần lô, mọi sợi xích đều quấn quanh lên người của Lý Tả Ý, che kín cả người y. Tiếp sau đó thì nắp của kim sắc thần lô rực vạn đạo kim quang được mở ra, rồi một sợi dây xích màu vàng kéo Lý Tả Ý vào. Kim sắc thần lô này thì phun ra mấy trăm trượng liệt hỏa, chứa đầy thần hỏa không gian, tựa hồ là sâu thẳm lắm. Sau khi mà quấn Lý Tả Ý vào thì cái nắp của tam túc thần lô đậy lại, kim sắc thần hỏa tràn qua khe hở, hình thành một đợt thủy triều vàng rực, thinh không rạng rỡ ánh vàng. Quấn Lý Tả Ý vào rồi, nắp của tam túc thần lô đậy lại, kim sắc thần hỏa tràn qua khe hở, hình thành một đợt thủy triều vàng rực, thinh không rạng rỡ ánh vàng. Ôi, kia là phần thiên thần lô. Là do sư đệ của phần thiên phàm của Huyền Phong Môn tông chủ Diệp Huyền Thành đó. Kim đan tầng thứ 3 hậu kỳ Lý Tả Ý bị trấn áp thiêu đốt như vậy sao? Thì phần thiên thần lô này có ai mà chống được chứ? Nhiều tu sĩ biến sắc mặt. Phần thiên chân nhân phần thiên phàm là chân truyền đệ tử Huyền Phong Môn đời trước có tu vi tiến cảnh chậm nhất, bị coi là bất thành khí, thần thông kém hơn Huyền Phong Môn tông chủ Diệp Huyền Thành không biết bao nhiêu lần. Nhiều tu sĩ biết việc này vốn cho rằng phần thiên phàm là phế vật mà coi thường, nhưng mà hiện tại phần thiên phàm lại có thần thông kinh nhân như vậy, tất cả đều nhận ra mình nhầm rồi. Phần thiên phàm dù là phế vật đi nữa thì cũng chỉ so với cả kinh thiên đại năng, còn về cả những tu sĩ thông thường thì lão vẫn là cao thủ cao cao tại thượng. Đung 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 đung, oanh oanh. Vào lúc này thì chỉ kim sắc thần hỏa tỏa đi như thủy triều, uy năng cao hơn đạo giai pháp khí, có uy thế đốt sạch bát hoang. Thần lô càng sáng lạng kim quang, phát ra nhiệt độ đáng sợ, đất đá ngàn trượng đã bị đốt cháy đen sì. Kinh thật, không hổ là sư đệ của tông chủ, cũng là một lão quái vật, khẳng định đã được cường giả đời trước của Huyền Phong Môn truyền thừa. Phần thiên thần lô này ít nhất cũng là bán huyền giai trọng bảo, thậm chí có thể coi là huyền bảo đó. Chẳng lẽ kim đan tầng thứ 3 hậu kỳ đại tu sĩ như là Cuồng Sơn chân nhân Lý Tả Ý này lại chết như vậy sao? Tuyệt đại đa số tu sĩ đều nghĩ như vậy. Choang! Phần thiên thần lô vang lên tiếng động như là có người gõ chuông vậy. À... âm ba như thực chất với tốc độ kinh nhân khuếch tán đi. Rất nhiều tu sĩ thì bịt tai kêu lên thê thảm, cảm giác mỗi một màng nhĩ đã chấn vỡ vậy. Một tu sĩ toàn thân liễu nhiễu kim sắc hỏa diễm từ phía sau của tam túc thần hỏa lô lao ra, hai tay phát ra chân nguyên dồn lên thần lô. Ô kìa, Lý Tả Ý không có chết kìa, y ở trong đang oanh kích thần lô đó.
một tu sĩ quan chiến kinh hô to. Tiếng chuông này thì rõ ràng là Lý Tả Ý đang oanh kích thần lô. Phần Thiên Phàm cũng định trấn áp thần lô, không để cho Lý Tả Ý thoát thân. Choang! Âm ba như nước thủy triều, từ trong kim sắc thần lô tỏa rộng, cây cối và đồi núi ở xung quanh thì đua nhau vỡ nát. Tam Túc Thần Hỏa Lô thì không mảy may phá tổn, nhưng mà phần Thiên Phàm thì tựa hồ là không thể trấn áp nổi uy năng của nó. Phần Thiên Phàm ở trên không trung được kim sắc hỏa diễm bao lấy nên là không rõ mặt mũi lúc này, chợt phun ra máu. Tay của y thì bị uy năng của phần Thiên Thần Lô phản ngược lại, khô quắt cháy đen, da cũng rơi xuống. Tiếp sau đó thì nắp của phần Thiên Thần Lô đã bị nguyên khí màu đen hùng hậu cực độ đánh bật hất ra. Ôi 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 ôi. Lúc này đầu tóc và lông mày đều cháy đen, không nhận ra mặt mũi, nhưng mà Lý Tả Ý đã lao ra được. Ôi trời ơi, chạy máu đi, y đang lao đến chỗ chúng ta kìa, nhanh lên. Đừng chặn trước mặt của y, không thì mất mạng bây giờ. Ra khỏi phần Thiên Thần Lô rồi thì Lý Tả Ý lúc khóc lúc cười, nhưng mà nhận nhầm hướng liền lao về phía của Thái Uyên Thành. Đáng sợ quá, đừng cản ta, ta giết bây giờ. Lý Tả Ý bước đi như là một kẻ điên vậy. Bạch Bào lão giả Huyền Phong Môn đã bị y đánh cho thổ huyết hai lần thì kinh hãi, không dám một mình cản đường y nữa. Linh khí hóa hình ngọn núi đen ngòm ở phía sau lưng của Lý Tả Ý thì liên tục vỡ vụn. Chỉ mấy chục tích tắc sau thì y đã lướt đi không rõ là bao nhiêu cự ly rồi. Đừng, bọn ta đâu có ngăn cản các hạ, bọn ta không chạy kịp thôi, đừng có đuổi theo nữa. Lý Tả Ý đang ở phía trước, sau lưng của y có không ít tu sĩ đổ đến xem náo nhiệt. Họ thấy y nhầm hướng thì kinh hãi cực độ mà bỏ chạy, nhưng mà độn tóc thì không thể so được với cả Lý Tả Ý. Tích tắc sau có mười mấy tu sĩ không chạy kịp, bị đánh cho thành tro tàn. Ôi chết mẹ, kẻ này điên rồi, y điên thật rồi. Nhất thời thinh không lấp lánh độn quang đủ màu. Lý Tả Ý thì vẫn bước tới, giống như là thượng cổ ma thần triển khai sát lục kinh thiên động địa. Đuổi theo. Lúc này Bạch Bào lão cổ đồng già và phần Thiên Phàm ở trên phần Thiên Thần Lô đều tức giận truy kích theo Lý Tả Ý. Oanh oanh oanh, đung đung đung, đoang đoang đoang. Lại thêm mấy chục khí tức kinh nhân đổ tới, lại có thêm cường giả bị kinh động. Sau đó liên tục có hai đệ tử tinh anh Huyền Phong Môn mất mạng. Lại liên tục có hai đệ tử tinh anh cổ Huyền Phong Môn phải mất mạng. Lại còn có cả hạch tâm đệ tử kết thành kim đan nữa. Nếu cường giả Huyền Phong Môn biết được tình hình thì tất sẽ triệt để phải chấn kinh. Ngụy Tác, làm sao bây giờ? Âm Lệ Hoa lúc này hỏi. Thoáng sau cả hai đã cách Lý Tả Ý không đầy 15 dặm, chỉ là không ở phía trước mặt của y mà thôi. Với tình hình này, chúng ta cứ về Thái Uyên Thành đã. Hiện tại thực lực của Lý Tả Ý thì đáng sợ như vậy, chân nguyên không có dấu hiệu khô kiệt. Ở quanh Thái Uyên Thành thì rất có thể trở thành một chiến trường giữa Huyền Phong Môn và Lý Tả Ý. Lúc đó chúng ta sẽ không thể che giấu tu vi được, nên là cứ về thành mới an toàn. Ngụy Tác không hề thừa lời, kéo theo Âm Lệ Hoa lướt về phía của Thái Uyên Thành. Ai cản đường, ta giết hết. Lý Tả Ý có độn tóc hơn nhiều Ngụy Tác và Âm Lệ Hoa đang cố ý che giấu hành tung. Đã đánh thành cho khoảng 5-6 tu sĩ đến xem náo nhiệt xong, thì y vượt qua hai người, hướng về phía của Thái Uyên Thành. Dọc đường đi có không ít tu sĩ không hiểu gì thì đã bị đánh thành tro tàn. Dáng vẻ của Lý Tả Ý khiến cho người tự hỏi có phải y định phá tan Thái Uyên Thành hay không. Thái Uyên Thành chỉ là một tiểu thành. Thái Uyên Tông quản lý thành cũng chỉ có một kim đan tu sĩ, lại đã bị Lý Tả Ý giết chết, chỉ còn lại có một viên kim đan. Mà hiện tại Lý Tả Ý hai tay trống trơn, không biết là kim đan đã rơi ở trong phần Thiên Thần Lô hay là đã được thu lại rồi. Lý Tả Ý là muốn hủy Thái Uyên Thành, trừ phi là mọi tu sĩ Thái Uyên Thành nhà chung tay quyết tâm bảo vệ thì mới may mắn giữ được. Đáng sợ quá, đáng sợ quá, chạy mau, chạy mau. Lý Tả Ý thì cứ vừa lẩm bẩm vừa lao vút lên phía trên không. Bạch Bào lão già của Huyền Phong Môn và phần Thiên Phàm bám sát theo, nhưng cả hai lại phải thổ huyết.
bởi vì kẻ điên kia thì không để ý đến, nhưng hai người không thể bắt kịp được. Ui ôi, may quá. May mà không lao về phía Thái Uyên Thành, bằng không thì Thái Uyên Thành sẽ loạn xạ mất thôi. Khi mà đến trước Thái Uyên Thành, cơ hồ mọi tu sĩ ở trong thành đều đã nhận được tin tức ra ngoài xem thế nào. Lý Tả Ý khi mà còn cách 1.000+ trượng thì lướt ngang Thái Uyên Thành vốn đang sôi sùng sục. Lam đạo hữu. Khi mà Ngụy Tác còn cách Thái Uyên Thành hơn 200 dặm, đột nhiên vung tay cởi ẩn hình pháp y ra rồi nói. Các hạ không sai, tại hạ cứ tưởng các hạ đấu với cả Huyền Phong Môn rồi chứ. Nữ tu giả thành trung niên tu sĩ mặt tròn đáp xuống, tỏ vẻ kinh hồn. Cái vị đạo hữu này là ai vậy? Thấy Âm Lệ Hoa, nữ tu hỏi ngay. Ngụy Tác chợt cảm thấy ấm lòng. Tuy rằng hắn vẫn chưa biết thân phận của nữ tu này, vẫn cho rằng nàng chính là một người nam tu, và cũng không biết ngần ấy cường giả Huyền Phong Môn đã tới Thiên Huyền Đại Lục Bắc Bộ không phải vì mình mà vì nàng. Nhưng biết nàng ra đây là vì thấy hắn mới đấu với cả tu sĩ Huyền Phong Môn, rõ ràng là định chung vai tác chiến với hắn, hắn cảm thấy ấm lòng lắm. Nàng là Âm Lệ Hoa, tu sĩ của Vân Linh Đại Lục đó. Tình hình cụ thể thế nào thì cứ về đến Thái Uyên Thành ta sẽ nói kỹ hơn. Lý Tả Ý này đã giết 2 đệ tử tinh anh Huyền Phong Môn rồi, còn có 1 kim đan đệ tử nữa. E rằng sắp tới cường giả Huyền Phong Môn ở Thiên Huyền Đại Lục Bắc Bộ sẽ đổ tới, chúng ta cứ về Thái Uyên Thành thì mới an toàn. Ngụy Tác vừa bảo nữ tu vừa lướt về phía của Thái Uyên Thành. Oanh oanh oanh, đung đung đung, đoang 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 đoang. Cơ hồ cùng lúc mà Ngụy Tác và nữ tu Âm Lệ Hoa về đến được Thái Uyên Thành, thì tại một ngọn núi thác bạt như là ngân hà từ trên 9 tầng trời, mang theo sự uy thế vô tận từ đấu bên kia ngôi thành, chút xuống phía trước của Lý Tả Ý. Cổ sư huynh, chặn y lại, cẩn thận thiên cấp đỉnh giai công pháp công kích thuật pháp của y đó. Thấy ngọn thác bạc đó thì lão già mặc bạch bào toát lên bạch sắc quang huy, vội vàng quát. Sư huynh. Cái người kích phát ngọn thác bạc dài 100+ trượng, rộng 10+ trượng, lại là sư huynh của lão già đó. Huyền Phong Môn đã cử thêm 1 lão bất tử tới rồi. Cái gì? Thiên cấp đỉnh giai công kích thuật pháp sao? Phía trên dòng thác bạc phát ra giọng nói già nua chấn kinh. Người này thì vẫn chưa hiện thân, dòng thác bạc đã đổ vào Lý Tả Ý. Lý Tả Ý vung tay một cái, dòng thác bạc đã bị chấn tan. Nhưng ngay tức thì, thanh sắc ngọc trung cùng với cả ngọn thác bạc đổ xuống, ánh lên quang văng chút vào Lý Tả Ý. Nhân lúc ngọn thác thì bạch bào lão già và phần thiên phàm cũng bắt kịp. Thanh bạch sắc cung điện và đại kim sắc hỏa long cũng từ phía sau ép tới Lý Tả Ý. Đung đung đung, đoanh 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 đoanh, đoang đoang. Cùng lúc đó thì ít nhất là 5-6 giải độn quang từ tứ phía ập tới Lý Tả Ý. Ở nơi cách Thái Uyên Thành chỉ không đầy khoảng 700 dặm này, giờ đây đã biến thành chiến trường của cường giả.